Đây rồi, đây là một bãi quả dành cho game thủ Dino. Chốt ngay cái G. Đây là một cái E nữa dành cho Dino. Ơi, vâng, con sư tử rất hiền. Mặc dù đứng cạnh thằng dân nhưng mà nó không cắn. Rất ngon. 23 trên 24 rồi. Chính xác là một bài mà 24-1. Hiện tại đang là 24-1 dân. Và Dino anh sẽ ép với bao nhiêu dân đây? Chúng ta cùng chờ xem. Đóng S như vậy là quyết định đánh cung chăng? Vẫn là 25 dần. Và sẽ kích đời khoảng tầm 8 phút 2x gì đó. Đến không? Vâng, 8 phút 19 giây. Nhanh hơn 1 giây so với quyết định. Vâng, một chiếc S tù. Thôi đóng ngoài này. Dino lại bắt đầu chuyển sang chế độ đi đập lô rồi. Vâng, quá muộn rồi, anh đi đập lô lúc này là không hề tốt chút nào. Đây là BB và có lẽ BM đóng đây cạnh đấy luôn hay sao? BB. Kín không? Hy vọng là kín. Nhưng không kín. Hai trận thi đấu random liên tiếp, bài nghiệt dành cho game thủ Dino Show. Đây là
Đóng BM ở đây. Và còn lâu anh mới có thể kích đời. BA tiếp. Ơ cái gì đây? Đóng một chiếc S. Soi tham xem. Vâng, hãy soi tham xem Long đã đào vàng hay chưa. Bây giờ thì còn phải đi ăn sư tử để có thể lấy lực lên đời. Quá tù tội dành cho Dino Soul. BE. Và kích đời thôi anh. Vâng, tù quá. Phải nói là quá tù dành cho Dino chứ không phải là tù nữa rồi. Đến nước đi ăn sư tử lên đời thì tôi cũng ạ anh. Bài nó... Vâng, nghèo thì nó nghèo vừa thôi. Nghèo quá như thế này thì cũng trâu đỡ. Bây giờ thì vẫn chưa đủ lực để có thể kích được chặt gỗ lên. Hãy cùng xem tham đi anh. Xem tham xem là Long sẽ chơi cái bài gì. Anh có đào vàng hay không? Đóng lùi ra tí. Không đào vàng, 26 dân và lên đời rồi. Như vậy là Long quyết định chơi thẳng cung đối đầu với cung giờ Hitty luôn. Anh quyết định chơi thẳng cung luôn. Kia là cung T. Đúng rồi. Dâng luôn T lên. Rất phũ. Vâng, đừng có dại gì mà đóng nhà trước. Không muốn lại bù một cái thì... Kích bánh xe. Ba BA rồi. Có lẽ khi lên bánh xe xong thì Long đã có bánh xe rồi và anh sẽ anh đã có tên cung đầu rồi và sẽ đẩy thẳng sang nhà của game thủ Dino Soul. Vâng, giải solo cuối tuần này mùng 9 tháng 3 sẽ quy tụ rất nhiều các gương mặt sáng giá của làng random, của làng solo random của Việt Nam. Và hôm đó thì những huyền thoại như Dino Soul, như X-Men, như Long Thiếu Gia, Long Keng, các anh sẽ trở lại. Và không biết là có lợi hại hơn xưa hay không. Chúng ta cùng xem để Dino check xem là cung giờ của game thủ Long đã có bài giáp hay chưa. Tôi nghĩ là một bài lên sớm này thì Long sẽ nâng giáp để tránh đập dân. Vâng, thôi quýt. 2-0 cho game thủ Sen Long. Ở kèo random toàn là chơi cái kèo cung cung với nhau như này nó không hay tí nào. Dino quýt mà không nói lời nào. 2-0 cho game thủ Dino, cho game thủ Sen Long. Rất khó khăn. Nhà quá nghiệt. Không có một cái gì ăn luôn. Trận thi đấu này nếu như Dino lên đời ngang phèo với game thủ Sen Long thì hoàn toàn trận thi đấu này có cửa thắng luôn. Khi mà nhà của Sen Long cũng không hề đẹp. Các bạn có thể thấy là nhà Sen Long không đẹp. Thủng cả hai đầu. Các cánh rừng trong nhà đều dốc rách. Nếu lên đời ngang phèo và cầm cự đánh thủ để cho người ta công. Vâng, cho người ta không trước mình thủ thì tôi nghĩ là trận thi đấu này thì Dino cửa sáng hơn.